Xin chào các bạn Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số cái bí quyết nho nhỏ để có những cái chậu hoa càng cua hay còn gọi là chậu lan càng cua rất là đẹp cho rất nhiều bông, nhiều hoa, nhiều nụ Đầu tiên thì xin mời các bạn ngắm những cái chậu hoa càng cua của mình Hiện nay mình đang có 3 chậu đang nở hoa, đang cho bông đó là càng cua màu trắng, càng cua màu cam và càng cua màu cánh sen trồng sen lẫn với càng cua màu đỏ như các bạn thấy những cái chậu càng cua của mình nó kín đặc toàn là nụ và là hoa rất là đẹp phải không ạ tất cả các cái đầu lá thì đều có từ một nụ cho đến hai nụ tức là nó sẽ cho từ một bông đến hai bông và đặc biệt hoa càng cua của mình nó không bao giờ bị dụng nụ Và làm thế nào để hoa càng cua không dụng nụ cho nhiều bông nhiều hoa thì bây giờ mình xin chia sẻ tất cả những cái bí quyết của mình đầu tiên xin chia sẻ về cái việc chậu trồng cây chậu để trồng hoa càng cua cần phải có lỗ thoát nước càng cua là một uh, loại hoa uh, cùng họ với quỳnh cho nên nó có nhu cầu rất là ít nước bởi vậy chậu đặc biệt phải có lỗ thoát nước để nó cây nó không bị úng tất cả những nước mà mình tưới dư thừa nó phải được chảy ra ngoài điều lưu ý thứ hai là chậu hoa càng cua cần phải được cao thành vì chỉ sau từ 2 đến 3 năm thì hoa nó sẽ rủ xuống chạm đến mặt bàn nếu như các bạn để những cái chậu hoa trên mặt bàn. Và sau những năm tiếp theo thì cần phải đặt trên những cái bục cao, những cái kệ cao. Còn nếu không thì các bạn cần phải bấm tắt tỉa để làm sao mình khống chế được cái chiều dài của mỗi cái cành hoa. Điều thứ hai mình xin chia sẻ với các bạn đó là về đất để trồng hoa càng cua. Hoa càng cua nó cần có đất tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Thì cái cách mình trộn đất đó là mình trộn một nửa là đất cho quỳnh, đất cho hoa quỳnh, còn một nửa là đất trồng hoa. Các bạn có thể đi mua sẵn những đất trồng hoa mà họ đã trộn sẵn rồi ấy thì là nhàn nhất thì cứ một nửa là đất cho hoa quỳnh một nửa là đất trồng hoa các bạn trộn lẫn các bạn trồng là chuẩn nhất một cái điều đặc biệt quan trọng để có những chậu hoa càng cua đẹp nhiều hoa nhiều bông đó là bí quyết tưới nước tưới bao nhiêu nước cho nó vừa như mình đã nói ở trên là hoa càng cua cùng họ với hoa quỳnh cho nên nó cần rất rất là ít nước thì như kinh nghiệm của mình thì mùa hè mình tưới một tuần thì từ 1 đến 2 lần nếu tưới một lần thì mình tưới nhiều nước hơn là tưới hai lần một tuần và cho dù là tưới một lần hai lần một tuần mình không bao giờ mình tưới nước ướt sũng kinh nghiệm của mình là thường mình ví dụ như là tưới mà ướt sũng đất là cần ví dụ cần một lít thì mình sẽ tưới bằng một nửa cái lượng nước đó đó là nửa lít thôi đấy là nó còn tùy chậu to chậu nhỏ nhưng mà thường là một nửa cái lượng nước mà làm cho đất ướt sũng đến mùa đông thì đương nhiên là cần phải tưới ít nước hơn mùa đông thì lý do là trời lạnh cho nên là kích lượng nước nó bay hơi sẽ ít đi cho nên là thường mình chỉ tưới một tuần một lần hoặc là hai tuần một lần và cũng không bao giờ tưới sũng Đặc biệt là khi giai đoạn ra nụ ra hoa các bạn mà tưới nhiều nước quá thì rất có thể dẫn đến chuyện là rụng nụ. Cho nên các bạn lưu ý cho mình cái điều này. Điều thứ tư mình xin chia sẻ với các bạn là về ánh sáng. Tương tự như cây hoa quỳnh thì lan càng cua hay còn gọi là hoa càng cua nó chỉ cần có ánh sáng nhẹ. Mình có thể trồng nó ở chỗ râm mát hoặc chỗ có nắng nhẹ nếu có nắng nhẹ sẽ tốt hơn là chỗ râm mát hoàn toàn ví dụ như là vì nó cũng nó cần ít nắng cho nên các bạn có thể trồng trong nhà nhưng mà mình cần phải đặt nó ở bên cạnh cửa sổ hoặc là cái nơi mà có ánh nắng hắt vào thì nó mới có nhiều hoa còn nếu các bạn để nó ở cái chỗ mà không có một chút ánh nắng nào thì cây nó vẫn sống nhưng mà nó khó cho các bạn hoa hoặc nó khó cho nhiều hoa đấy là về ánh sáng nha các bạn cũng uh, liên quan đến cái việc ánh sáng thì mình uh, có một cái bí quyết đối với mình cũng cực kỳ quan trọng uh, đó là uh, muốn cho cái cây khỏe thì mùa đông các bạn có thể để trong nhà nhưng mùa hè khi mà nhiệt độ nó thích hợp các bạn nên cho cái cây hoa cẩm cua của mình ra bên ngoài để nó có không khí lưu thông có mưa có nắng thì nó giúp cho cây khỏe hơn rất là nhiều và cây nó khỏe rồi thì đương nhiên nó mới có ích cho nhiều hoa được Xin lưu ý lần nữa đó là mùa hè cần phải cho cây này ra ngoài Và khi cho ra ngoài thì như mình đã nói rồi để vào chỗ có ánh sáng nhẹ Không phải là cái chỗ mà phun nắng cả ngày cái đấy là không nên Nắng nửa ngày cũng được, nắng vài tiếng cũng được Về thay đất thay chậu thì thường mình tiến hành khoảng 2 năm một lần bởi vì cái cây này sau mỗi năm nó phát triển rất là nhanh, nó dài ra rất là nhiều và cho nên là mình sẽ phải thay chậu để có một cái chậu lớn hơn nó phù hợp với kích thước của cây. Ngoài ra thì hết 2 năm thì đất nó cũng hết dinh dưỡng cho nên các bạn cũng nên thay đất mới. Một việc rất là quan trọng về việc phân bón, như các bạn biết là cho dù đất tốt đến đâu mà trồng hết 6 tháng thì mình nghĩ là cây đất nó cũng hết dinh dưỡng cho nên là cái việc bổ sung dinh dưỡng cho cây rất là cần thiết thì mình tận dụng những cái loại phân tự nhiên trong nhà có ví dụ như là nước gạo ví dụ như là dịch chuối nếu mình có thể làm được hoặc nếu không có thì các bạn hoàn toàn có thể tưới các cái loại phân mà cho hoa cũng không cần phải tưới nhiều quá như mình thì bình uh, thường tưới phân cho hoa một lần trước mỗi một cái đợt hoa thế thì cái hoa càng cua thường nó sẽ cho hoa ít nhất là hai lần trên một năm còn mình có những cái chậu nó đã cho tới 4 lần hoa ví dụ cái chậu hoa trắng của mình là năm vừa rồi nó cho mình tới bốn lượt hoa cứ hết một đợt cho hoa thì mình sẽ lại tưới một lần phân mình lại tưới một lần phân rồi tưới nước gạo Vân, vân nếu có dịch chuối thế thì tốt thì sau đó khoảng một tháng hoặc một tháng rưỡi nó lại cho một đợt nụ khác thì còn phân cho hoa là phân lại nào thì nếu các bạn đã trồng hoa thì các bạn biết là loại phân nào cho hoa ví dụ mình thường dùng cái tỷ lệ đạm lân kali đó là 15 30 15 tức là đạm 15 trăm lân 30 phần trăm và kali 15 phần trăm đấy là cái loại phân mà mình rất hay dùng cho tất cả các loại hoa của nhà mình Uh, có một cái yếu tố rất là quan trọng mà nó cũng quyết định đến cái chuyện là hoa càng cua cho có cho hoa hay không đó là nhiệt độ các bạn hoa càng cua nó ưa lạnh nhiệt độ phù hợp với nó là từ 15 độ đến 28 độ C bởi vậy cho nên là những cái nơi nào mà nắng nóng nhiều quá hoặc là đến cái mùa mà có nhiều nắng nóng thì cây nó sẽ không cho ra hoa nó sẽ dừng cho hoa Đấy, như chỗ mình mình sống ở xứ lạnh cho nên là có thích 6 tháng mùa lạnh cho nên là nếu các bạn chăm sóc tốt ánh sáng đủ là hoa càng cua có thể cho từ 2 cho đến 4 đợt hoa trên một năm mình xin chia sẻ thêm một yếu tố cuối cùng về việc nhân giống hoa càng cua thì nó rất là rẻ cho nên các bạn hoàn toàn có thể đi mua và họ bán rất nhiều vào cái mùa tháng 10, tháng 11, tháng 12 vì vì là đấy chính là mùa ra hoa của hoa càng cua tuy nhiên nếu các bạn mà có sẵn hoặc đi xin được những cành càng cua thì chúng ta hoàn toàn có thể tự nhân giống nó mà không cần phải đi mua bằng cách là chúng ta ngắt một đoạn lá của nó dài từ 10 cho đến 15 cm sau đó chúng ta để trong phòng để phơi nó gọi là mình giải nó ra ấy ở trong phòng tức là phơi ở trong nhiệt độ phòng chứ không phải phơi ngoài nắng đâu các bạn nhé trong vòng 2 ngày Tức là mình không có trồng ngay Mà để cho cái lá nó hơi héo đi một chút Bằng cách là giải ra trong nhiệt độ phòng 2 ngày Rồi các bạn mới bắt đầu mang ra trồng Đất trồng thì mình chia sẻ rồi Và sau khi trồng xong các bạn tưới cho nó một ít nước Mình tưới ẩm cho đất Và để cho nó ở chỗ mát hoàn toàn Dâm mát hoàn toàn Thì trong khoảng... 3 tuần 4 tuần này thì nó sẽ cây nó sẽ mọc khỏe lại rất là bình thường và rất là đẹp và trên đây là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về việc trồng hoa càng cua hay còn gọi là lan càng cua làm sao để có những cái chậu lan càng cua đẹp như ý à, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình xin chào và tạm biệt các bạn nhé